Qua làng Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình có một lô shop hàng Thái mới về tới. Mình mới vừa khui thùng luôn các bạn. Mình vừa cắt dây đai luôn. Mặt hoa rất là đẹp. Đây là địa chỉ cửa hàng của mình, nằm ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và số điện thoại là 0908 846 804. Sau đây mình xin quay mặt hoa cho các bạn xem mặt hoa của nó. Mặt hoa rất là đẹp các bạn. Mặt hoa chớp này lâu lắm rồi mới có cây để nhập về. Cũng mấy năm rồi mình mới thấy có lô hàng này nhập về. Mặt hoa rất là đẹp thôi các bạn. Mặc dù là hàng mô nhưng mà cái vẻ đẹp của nó cũng rất là sắc sảo. Cây này là đóng ở bên Thái, nó đi cả tuần lễ mới về tới đây đó. Hiện bây giờ là cây trong tình trạng thiếu nước, cho nên là lá nó cũng không có được căng, cánh hoa nó cũng không được căng. Chứ cái này nếu rồi màu sắc nè, nó nở ở trên đường đi đó, cho nên là màu sắc nó chưa được đạt đó. Nhưng mà các bạn thấy là nó nở ở trên đường đi, nằm ở trong thùng, không có ánh nắng, không có nước mà nó nở, màu sắc nó còn đẹp như thế này. Thì nếu mà trồng điều kiện mà thuần ở khí hậu mình nở với điều kiện nắng nôi đầy đủ, nước rồi đầy đủ, thì các bạn thấy cái bông nó còn đẹp hơn như vậy nữa. Chớp cánh, chớp lưỡi rất là sắc sảo các bạn. Chớp lưng luôn nè, rất là đẹp. Đây là cây thực tế ha các bạn. Thì một chậu như thế này bên mình bán ra với giá là 180.000 một chậu như thế này các bạn ha. Chậu như vậy là 180.000. Các bạn thích loại chớp này, các bạn bổ sung vào bộ sưu tập chớp của mình, thì các bạn hãy điện thoại cho bên mình, số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ cho Quang Long Quang Minh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.